Yolo và hôm nay khỏe không tất cả anh em. Dũng Senpai đây và lại gặp các bạn trong series Mark Father. Wow. Thực sự là một tựa game kinh dị cũng có, hắc não cũng có, ức chế cũng có luôn và gì nữa nhỉ? Cũng rất là hay luôn. Được rồi, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 6 của series game Bad Horror này. Ngon. Hôm trước chúng ta đã cho cái thằng cha quỷ quái ở dưới này, nói chung là cái mặt nó dị hợm lắm, cho nó ăn một cái đèn chùm ngay vào đầu vỡ mồm luôn. À, bên này có cái gì ấy, chúng ta vào đây trước này. Đây, đây cũng vào được này, đây có xây nữa mà. Được rồi, cái cửa này bị khóa rồi. Chà, bên này có gì không? Ui, con gì đấy kìa. Ui, có cái xác giấu trong cái thùng. Haha. Cái gì đây? What the fuck? What the fuck? Cái gì thế này? Ngồi ghép hình nữa hả? Vãi nồi luôn. Ôi, đây là con mắt này. À không phải, không phải con mắt. Cái gì ấy? Ha. À, sắp ra một cái hình rồi. Ra một cái hình em bé. Ai thế nhỉ? Ôi khoan, có gì đó không đúng ở đây. Ôi what, mình thấy nó rất là giống mình. Ôi mình đây chứ ai nữa. Đậu sen. Ôi đây là mình chứ ai nữa. Trời ơi, quái thế chứ lại. Mình nghe thấy tiếng gì, tiếng cách có một tiếng gì đó. Tiếng gì thế nhỉ? Ôi, wow. Ôi kinh, máu me bé bét rồi, vãi nồi luôn. Tự dưng máu ở đâu ra giọt ngay vào cái ảnh. Chúng ta đi qua này thử này. Có con chó bên này. Ôi mình có cái búa. Wow 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 wow, không được đâu, chết đấy. Mình lấy cái búa mình đập cái cửa được không nhỉ? Ê, wait what? Sao tự nhiên cái cửa nó mở luôn? Vãi. Lấy búa đập. À, lấy búa đập được. Yes. Yeah, bitch. Tuyệt vời. Mình sử dụng cái búa. Cái gì đây? Có rác chui. Có một cái gì đó đổ ra ở trong cái hũ hả? Có cái gì dùng được không? Ồ, mình nghĩ đó là... Wow, cái gì ấy? Eflut, cái gì nhỉ? Eflut. À, có một thứ quái dị gì đó. À, một cái loại động vật quái dị đang ngủ trong. Nhìn như con này bắt đầu cử động ấy. Phải nồi luôn. Cái gì đây? Bứng cây lên không? Bứng lên. Nhổ cái lên. À, cái con kia à? Mày đã được tự do rồi nha. Hét to ghê, trời ơi. Wow. Ôi mình hét xong mình xỉu luôn. Khoan. Oh fuck. Đéo tin được. Quái thế nhỉ. Con này rồi sao? Lớn không được. What? Quái gì thế nhỉ? Không không không. Ai? À, chúng ta có lựa chọn khác là lấy chậu cây. Hay lắm. À, lấy chậu cây, được rồi. Lấy chậu cây đi đâu? À, chúng ta sẽ đặt cái chậu cây ở đây. Oh no, no, no. Mình không đặt chậu cây kịp à. Mình đặt chậu cây đó là nó trồi lên nó hét. Cho con kia xỉu luôn. Ê, gì thế này? À, chúng ta đã đặt được cái chậu cây rồi. À, hiểu rồi, hiểu rồi. À, lăn ra chết luôn. Ngu nha. Con chó. Đúng là con chó. Rồi,
Hey, hello. À, nó sẽ không tấn công mình nhỉ? Lúc nãy là cái kia nó là cái nhét tay. Cái E-flirt là cái nhét tay, đúng rồi. Đi lại, đi lại nè, bên bạn này. Ồ, oh, chúng ta có cái kéo. Cắt bụng nó ra nào. Cắt bụng nó ra. Cắt bụng nó ra, lấy chìa khóa. Nha. Tuyệt vời. Đó rồi. Yeah. Có chìa khóa rồi. Wow, 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 wow. Có tiếng gì đó nghe ghê ghê. Ôi, ôi, mấy cái con kia kìa. Nó chui ra hết luôn. Nó chui ra hết luôn. Wow, 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 wow. Cái con gì trong này? Wow, tiếng gì mở thế nhỉ? Wow, wow, mình vừa đi cái cửa nó mở luôn. À, có ai trong đó hoặc là có gì đó hư cấu chắc luôn. Ê, đóng cửa rồi. Ôi rồi, mình ngu rồi. Ngu rồi, trời ơi, không được. Shit, mình nghĩ chắc chúng ta phải quay lại thôi. Chúng ta vẫn còn một cái cửa nữa chưa mở. Quay lại hy vọng là sẽ mở được. À đây này. Ê đúng rồi. Oh. Chuẩn luôn, đó chính là cái chìa khóa của cái cửa to này. Quá ngon. Gì thế này? Có gì đó. Spawn with flame. Ui, toàn là dung nham không à. Rồi. Nó bảo là chúng ta phải phá hủy cái con búp bê nếu chúng ta muốn đi qua đó và đốt cháy cái linh hồn bên trong. Hãy đốt đi. Chà, tựa game này Việt Súp rất là bừa. Có đoạn có đoạn không. Ê, chúng ta dùng con búp bê luôn này. Ê, đốt thiệt à? Ôi, mình đốt nó thiệt à? Bạn muốn phá hủy tôi sao? Tôi không mở cánh cửa nếu bạn làm như vậy. Chúng ta sẽ thấy điều đó sớm thôi. Đừng! Đừng! Aza! Shit. Mom, xin cậu, Aza, hãy nghe mẹ của cậu này. Dừng lại! Người không phải là mẹ của ta. Mẹ rất muốn thấy con, đứa con yêu quý của mẹ. Đừng nói gì cả. Oh shit, vứt luôn. Rồi, chúng ta đã cho nó xuống dưới lửa miệng rồi. Haha, giờ sao nữa? What? Going on? Có chuyện gì tiếp theo không? Ok, giờ xong việc rồi. Mình bó tay rồi anh em ơi. Giờ mình không biết đi đâu cả. Hết việc rồi. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta nên đi quay lại đấy. Chứ giờ phía trước thì không có gì nữa rồi. Mấy con búp bê chết sạch rồi. Chết sạch trơn rồi. Chẳng có con nào sống luôn. Ê, con mèo. Wow, con mèo vẫn đang nhìn. Trời ơi, nó chết rồi nhưng mà nó vẫn nhìn. Kinh thế chứ lại. Quá ghê. Có dấu chân. Hay lắm. Qua đây à? Phải không nhỉ? Lừa nó nào. Ai? Có phải không nhỉ? Không biết nữa. Wow, wow. Yes, 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 yes. Yeah. Sau một khoảng thời gian đi tìm thì cuối cùng mình cũng đã tìm được cái chỗ đi vào rồi. Cái gì đây? Hẹo biết nữa. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Nó sẽ đưa cô sang thế giới khác. Ê, hey, hey, có anh bạn ở đây. Ông ấy đang ở trước mặt. Cô thực sự muốn đi sao? Thực tế nghiện ngạ đối với một đứa bé nhỏ tuổi đang đợi cô phía trước. Liệu cô vẫn muốn đi? Có vẻ cô rất là kiên định. Vậy thì hãy nhận lấy vật này. Gì? Đưa cho mình cái gì đấy? Ba con sâu à? Cái gì thế thưa ngài? Nước màu nhiệm. Ê, nước màu nhiệm. Nước gì? Một sản phẩm từ công ty của tôi.
nước màu nhựa, nghe có vẻ kỳ diệu. Xin hãy mang nó bên cạnh. Sức mạnh bên trong sẽ rất hữu ích cho cô đấy. Vậy em có thể cứu được cha với món này không? Dĩ nhiên rồi. Giọt nước có sức mạnh phong ấn lời nguyền. Vậy em có thể chặn lời nguyền hả? Mẹ. Mẹ chắc chắn chắc đang rất là đau đớn. Em phải cứu mẹ nữa. Liệu mẹ sẽ yên nghỉ nếu lời nguyền đó được cỡ? Đương nhiên rồi, tôi chắc chắn đấy. Nếu tình yêu của cô tới tới được với người mẹ thì mẹ cô sẽ được cứu vớt. Vâng. Cảm ơn thương ai. Không có chị quý cô. Ồ, vậy là anh bạn này, anh bạn chọc đầu này rất là tốt. Không có chị quý cô. Thương lộ biết an. Mà mình cũng không biết thân phận của anh bạn này nữa. Rồi, rồi anh em ơi. Let's go. Nhảy vào. Chà chà, chúng ta vừa nhảy vào một cái lỗ màu đen. Em biết cái mẹ gì. Vậy là em ấy đang đi. Không biết em ấy sẽ chọn gì đây. Mình phải biết được cách kết của việc này. Chà chà, có lựa chọn nữa sao? Hay đấy. Có lựa chọn nữa sao? Gì thế này? Chúng ta rơi vào cái tổ ong à? Phải cái tổ ong nhỉ? Đây là cái gì? Nó dưng giống như là một cái câu chuyện trong sách đấy. Ủa, cái tiếng gì đấy nhỉ? Cái cục gì đấy? Vãi cái cục lưu. What the? Bị kẹt mất rồi. Mình dính vào cái tổ ong gì quái đản thế này. Rồi ra. Oh. Like. Yes. Gì nữa? Đây, lại vào tiếp cái chỗ khác rồi. Ôi mẹ kìa. Mẹ bố mình nữa. Còn gì đó, Maria nữa kìa. Con đã đến rồi, Aja. Đúng là mẹ sao? Trời, mẹ, ôi rồi ôi. Mẹ không ôm được rồi. Mẹ, con không được lại đây. Tại sao? Tại sao mẹ lại làm vậy? Đây không phải là nơi con nên đến, Aja. Cái gì đây này? Mẹ nói dối. Nếu có ai đó hiểu được bố thì đó chính là mẹ. Đó là Maria, người mà mẹ không thích phải không? Chấn luôn. Cô ấy đã yêu cha. Và mẹ đã không muốn điều đó xảy đến. Con biết cảm giác của mẹ. Con cũng rất là yêu cha. Cơ mà Maria đã lấy cha đi. Con rất là sợ. Con không thể thở được. Shit. ta biết điều đó. Đúng vậy. Đó là tất cả những gì con muốn nói. Mẹ không muốn đưa bố cho bất cứ ai cả. Hả? Muốn đi theo mẹ luôn à? Muốn đi chết luôn à? Trời ơi, bị điên rồi. Mẹ cũng thế làm như vậy. Mẹ muốn con phải sống hạnh phúc. Éo gì đấy nhỉ? Con không thế đâu. Con chỉ hạnh phúc nếu có bố và mẹ thôi. đừng bỏ con lại một mình. Ôi rồi, biến hóa thành siêu Saiyan rồi. Trời ơi, hóa thành siêu Saiyan rồi. Thế rồi. Rồi, kéo đi rồi, trời ơi. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Bố. Ái rồi ơi. Không được rồi. Bố. Đừng đem bố đi. Ê. Trời, tránh đưa, tránh xa. Tránh đường. Ôi dồi ôi. Trời ơi, mẹ mình bị điên rồi. Ok. Wow. Chúng ta có hai lựa chọn, đó chính là cứu bố và làm theo lời mẹ, làm theo ước nguyện của mẹ. Chết rồi, không được rồi, cứu bố ạ. Cứu bố thôi, được rồi. Ta sẽ cứu bố.
À già, con làm gì vậy? Con xin lỗi mà. Ôi, chúng ta đã dùng nước thánh. À, dừng lại, Aza, dừng lại. À, một tiếng thét rất là lớn đã vang lên. I'm finding my body. Ê, cơ thân thể, thân thể của ta đang dần biến mất. Trời ơi, mẹ. Aza, trời ơi, sao mình bị đắc miệng rồi? Aza, no, đừng đi. Trời ơi, mẹ đi mất rồi. Chết rồi. Không ổn rồi. Có vẻ như là chúng ta đang dần tiến đến hồi kết. Rồi. Mẹ đã đi rồi. Trời ơi. Không được rồi. Éo ổn rồi. Wow. Yeah, biết chúng ta đã trở về lại với cái gì ấy rồi à? Mình đang ở đâu thế này? Cha. Cha. Cha ơi. Hử? Có phải mình đã được cứu? À cha. Cha. À cha. Cha xin lỗi à cha. Cha lo cho con quá. Cha. Mẹ. Vâng, ta biết rồi. Vâng. Vãi cả vâng. Cô ấy chắc phải cô đơn lắm. Chúng ta sẽ đến thăm mộ cô ấy vào ngày mai. Để lên hồn cô ấy không còn. Vâng. Ở đây rồi. Aza, ta không muốn còn biết sự thật, nhưng với chút sức còn lại. Trời ơi. Ôi. Wow, nhập vào người mình mất rồi. Mẫu vật tốt đấy. Em phải xử lý đống nguyên liệu còn lại này một mình. Chuyện đó để sau cũng được. Lại đây nào Maria. Tiến sĩ. Ai. Ai rồi ơi. Tiến sĩ. Bà chủ có vẻ đã nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta. Ừ, vậy thì có làm sao? Em không nghĩ bà chủ ưa em lắm nên em thấy hơi lo. Con bé sẽ sớm 11 tuổi thôi. Lứa tuổi đó rắc rối lắm. Cho nên hãy đối xử tốt với con bé nhé. À, sao lại bà chủ nhỉ? Cô chủ mới đúng. Hãy chắc chắc rằng không có gì có thể xâm hại con bé trong số các búp bê. Dù, con bé là búp bê quý giá nhất của ta. Hả? Một con búp bê mình à? Ê khoan, có gì đó không đúng. Ôi mình là búp bê à? Đó chẳng phải là... Hả cái này? Giờ là gì nữa đây? Mẹ. Ồ không thấy mình rồi. Người ta suốt ngày cứ chui rúc dưới cái tầng hầm đó. Đừng nói là chả hú hí với con nhỏ kia nữa rồi nha. Rồi mình nghe. Tiến sĩ tiểu sư Aza ngày càng lớn ra dáng tiểu thư tiểu thiếu nữ rồi đấy ạ. Như hồi trước cô ấy hay chọc vào làm phiền ngài. Này đã lớn rồi. Đúng là vậy. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa thôi con bé sẽ sớm trưởng thành. Ta biến con bé trở thành con búp bê đẹp nhất trên đời. Dạ. Yeah. Wow. Vừa rồi là gì vậy nhỉ? Bé sẽ là kiệt tác tuyệt vời nhất trong số những búp bê mà ta đã tạo ra. Búp bê. Cái gì cơ? Biến con bé là búp bê. Mẹ ơi, đây là cái gì vậy? Em sẽ dọn sạch mấy cái nguyên liệu không cần thiết này. Nhớ em nhỉ. Chà, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh sẽ không đời nào có thể biến đứa con gái yêu quý thành món đồ chơi của anh được. Hả? Wow. Anh, chuyện này nghĩa là sao? Ngài định khám nghiệm lên cô ấy sao? Vậy là em đã nghe thấy hết rồi à? Anh đừng nghĩ cái gì vậy? Con bé là đứa con và là bảo vật duy nhất của chúng ta mà. Chính xác, con bé là đứa con gái tuyệt vời. Thế anh muốn con bé trường tồn vĩnh cửu. Chưa hết, con bé một ngày nào đó sẽ bị vấy bẩn. Vì thế anh không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nên anh phải biến con bé thành bê. Em không thể tin chuyện này được. Em sẽ không bao giờ để anh làm chuyện đó. Em sẽ rời khỏi nơi này. Em nói sao cơ? Nên muốn biến con bé thành búp bê đến vậy, sao anh không làm một cái bản sao đi? Đời đã. Em định đưa con bé đi sao? Điều đó anh không thể chấp nhận được. Thả em ra. Anh sẽ không để em rời đi với con bé đâu. Ôi dồi ôi. Ôi gì vậy? Wow, đâm luôn. Ôi, vậy là bố đã đâm mẹ rồi. Không thể tin được. Bà chủ, trời ơi.
bà chủ hãy ở lại với chúng tôi. Tiến sĩ, sao anh lại làm việc này? Chuyện này phải kết thúc vì tương lai của Aja. Nhưng bà chủ, trời ơi, đáng, đừng nói chuyện này cho Aja nghe. Nhưng mà con bé yếu lắm rồi, cứ nói mẹ nó đã qua đời là được. Tôi không thể nói như vậy với cô chủ. Em dám từ chối mệnh lệnh của ta sao? Không, không phải vậy, Maria. Dù chuyện gì xảy ra em vẫn mãi trung thành với ngài tiến sĩ, vì em là trợ lý của ta mà. À tiến sĩ, giờ làm thế nào để bỏ cái xác đi đây? Tất nhiên tuyệt đối không thể để Aja thấy được. Trời ơi, đừng nói là bad end nha, cay vãi nồi luôn. Mẹ, trời ơi, đắng lòng quá đi. Vậy té ra là bố đã giết mẹ rồi. Đây có phải là mơ? Trời ơi, mình chỉ đang mơ thôi. Không, đây không phải mơ. Wow, wow, đây là sự thật. Mẹ ơi, tỉnh dậy rồi. Tôi xin lỗi Aja, mẹ của cô vẫn còn yêu cha cô kể cả bây giờ, nên tôi đã không giết ngài ấy. Nhưng tôi phải nói, xin chị đừng nói. Hãy chạy đi, hãy chạy khỏi cha thôi. Ôi trời ơi, chết rồi. Aja, chết rồi, mình phải chạy thôi. Aja, có chuyện như vậy, tại sao con lại nhìn cha với ánh mắt sợ sệt như vậy? Không, không. Ồ, ồ, wow, cái gì đấy? Ôi vãi, mẹ là búp bê này. Ồ, kinh. Sự thật là gì đây? À, cha muốn biến con thành búp bê sao? Đừng buồn Aja. À, biến con thành búp bê con sẽ đẹp vĩnh viễn, đẹp mãi mãi như những đứa trẻ này. Rất đẹp phải không? Bố, dừng lại nào. Trời ơi, không được rồi. Wow, chạy thôi anh em ơi, chạy thôi. Cha, không ổn rồi. Ê, có anh bạn này đây này. Ồ, một con mannequin. Yeah, biết. Rồi, chạy thôi, chạy thôi. Ê. Ôi trời ơi, cái giọng kìa. À, hay lắm búp bê, hay lắm. Mở cửa ra, những hình nộm chặn cửa hả? Ồ, cảm ơn. Yeah. À dạ. Mở ra như này, mở cửa như này, trời ơi. Wow, mở cửa nhà nào, đậu xanh rau má, đậu xanh. Oh, ê, có tiếng máy cưa bà nội ơi. Ui dồi ôi, không được rồi. Ôi, miệng. Ôi, ông cầm cưa tới cưa mình kìa. Rồi, chết miệng rồi. Sao đây? Sửa sao đây, mở cửa rồi, hay lắm. Ôi, đệt. Éo ổn chút nào. Ê, no. Bà cha nó được ngay sau lưng rồi. Không mở được. Không mở được. Ôi. Không được rồi. Mình thấy cái cần điện. Ôi, mở. Ôi, mở rồi. Ơi bà mẹ, khó thế nhỉ. Khó vãi nồi luôn đấy. Ôi mơ.
Ôi được rồi, dạ. Yes, ha ha. Cười đi con. Cười đi con chó. Cười đi con chó. Ê, Maria tỉnh dậy rồi. Đâu đâu sao mình lại, tiến sĩ. Trời ơi, cứu cứu với Maria ơi. Tiểu tử. Ôi mau chặn ai ra lại Maria. Cứu cứu. Ê, ôi ôi chạy mất tiêu luôn rồi. Chạy luôn, chạy luôn. Mình phải làm gì đây? Làm cái áo gì đây? Ôi, chạy thôi nhanh lên. Lưu đây rồi, lưu luôn. Chạy. Không mở được. Ôi làm sao đây? Mami ạ. Ôi không làm gì được cả. Ê ê giả vờ. Mình phải giả vờ làm cái xác. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Gì đây? Thế này. Có tiếng bước chân, có tiếng bước chân. Tiểu thư, cô đâu rồi? Ôi nó đâu rồi? Xin lỗi ngay, tôi mất dấu cô ấy rồi. Hả? Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng cô ấy chưa chạy được xa đâu. Chỉ cần tìm kỹ là sẽ. Còn bốn. Ôi. 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 Giết Maria luôn rồi. Ôi. Chết rồi, mình cứu ông bố là quá ngu rồi. Vãi nồi luôn, thiệt chứ. Bác sĩ Maria, trời ơi. Em phải làm gì đây? Máu nhiều quá. Trời ơi, có thứ gì có dùng được ở đây không? Cay vãi. Có gì không nhỉ? À, có băng gạc. Được rồi, lại đây nào, lại đây nào. À, lấy băng gạc nhé. Đây, sử dụng băng gạc nào. À, băng gạc đây rồi. Mình có thể cuốn, mình không thể cuốn nó vào quần áo luôn luôn được. Mình phải cởi quần áo ra thôi. Cởi quần áo của Maria. Rồi, được rồi. Rồi, nó sẽ làm ngừng máu lại. Đừng lo nữa. Rồi, Maria không đi nổi được rồi. À, sắp gãy rồi. Xin hãy tha thứ cô chủ. Mình đi đâu đây nhỉ? Rồi mình sẽ dìu Maria đi đâu thế này? Ê. Ôi bố đang nhìn. Không được, không được, không đi đường đó được rồi. Đi đường này mới đúng này. Nhìn dẫn đi rất là buồn, nhìn rất là hơi hài. Ôi Mia. Tiếng của cha, trời ơi. Nhanh lên tiểu thư. Ôi trời ơi, ngã mất rồi. Tiểu thư đừng lo cho tôi, chạy đi. Ê không được, ê, Maria ơi, chạy cùng tôi. Xin lỗi, tôi không thể di chuyển được nữa. Xin cô hãy tự cứu mình đi. À, không thể nào, ổn cả mà. Tôi sẽ không để cô một mình đâu. Nhất định tôi sẽ đuổi theo sau. Hãy tin tôi, Maria. Không được, ai, fuck. Ui bố tới mẹ rồi. Ơi, mình để Maria lại rồi. Ôi trời ơi, còn đá một phát nữa nhá. Trời ơi, chạy thôi, lưu, lưu. Bà mịa nó chứ. Ôi 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 rồi ôi lại ra rồi trời ơi. Rồi rồi chạy như nào. Không được. Ê mở cửa được rồi. Hay lắm. Sao lại cái đoạn này lại ngã trời. Ê có giọng ai ấy. Mịa. Shit. Ui. Kinh. Không được rồi. Trời, như vậy đủ rồi đấy, Aza. Bỏ tao ra nào. Trời ơi, mình chết rồi, mình sắc đi rồi. Cú này chắc mình đi bùi luôn quá. Không, dừng lại bố. Trời ơi, ăn nghỉ trên thiên đường hả? Ê. Ê. Đéo ổn chút nào. Wow. Khoan, có gì đó. Ông ấy bị đâm rồi. Ông ấy bị đâm miệng rồi. À ra. Bố, trời ơi. Ta yêu con, trời ơi.
Tay của con Aya. Oh, oh no. Chết rồi. Bố mình xác định rồi. Oh, đó chính là Maria. Trời ơi. Chuẩn luôn. Oh, giết luôn con búp bê. Hay lắm Maria. À, có đau không? À, tôi không có lựa chọn nào khác để bảo vệ cô chủ được. Mia, ôi vẫn còn sống cả. Bà nội cho, sao lão dai thế nhỉ? Ôi ôi, vừa sống dậy thì giờ lại ăn tiếp combo nữa rồi. Quá đen. À, tôi rất hân hạnh được làm nó. Ôi rồi ôi, đó chính là anh bạn tóc vàng. Cảm ơn em vì đã cứu chúng tôi. Không cần cảm ơn tôi đâu, bà ấy đã nhờ mà. Yên là mẹ em. Đúng vậy, lúc trước đã khiến em sợ. Tôi không có ý muốn gây thương tích gì cả, nên hãy tin, nhất là lần này. Em hiểu rồi, em luôn bảo vệ con. Mẹ luôn bảo vệ con. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mình muốn gặp lại mẹ lần nữa. Bà ấy cũng muốn vậy, nhưng chắc là không thể vì hình dáng không còn như lúc đầu nữa. Chuyện đó, dù mẹ có trông thế nào thì em vẫn không sao, bà ấy sẽ luôn dõi theo em trên thiên đường, nên đừng buồn nữa. Khóc mãi sẽ làm mẹ em buồn đấy. Em nói phải. Lời người sắp biến mất nên sắp phải nói lời tạm biệt rồi. Em cũng biến mất sao? Tất cả chúng tôi còn sống đến giờ đều là do lời nguyền. Ra là vậy. Nhưng trước đó tôi phải làm một việc, chính là thiêu rụi cái căn biệt thự này. Sao lại? Em không được làm thế. Tất cả ký ức vui vẻ của em đều ở đây. Đó không phải là ý muốn của em. Nhưng có thể ai đó tìm thấy những tàn tích của cha em ở đây. Chúng tôi không thể để thảm kịch này diễn tiếp được. Mẹ cũng muốn vậy sao? Đúng vậy. Trời ơi, hóa ra mẹ mình cũng muốn vậy. Rồi, nếu là mẹ muốn thì em hãy làm đi. Tiểu thư, không sao mà Maria. Dù căn nhà có biến mất, ký ức của mẹ và cha sẽ không bao giờ phai nhòa. Tiểu thư à, không được đâu, đừng phá nhà của bố. Trời ơi, cô nói đúng. À dạ, anh muốn nhờ em một điều cuối cùng. Đừng bao giờ quên những nạn nhân bị giam cầm ở đây. Bởi không ai trong chúng tôi có người thân cả. Không ai tìm ra chúng tôi, không ai nhớ đến chúng tôi. Không một ai biết rằng chúng tôi đã từng tồn tại. Tôi sẽ mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng trong cô độc. Nhưng chúng tôi vẫn còn sống, em đừng quên điều đó. Hãy mãi giữ chúng tôi trong tim, rằng chúng tôi đã từng xuất hiện trên đời này. Đó là việc mà em có thể làm cho chúng tôi. Vâng, em sẽ ghi nhớ. Cảm ơn em. Vậy, đã tới lúc rồi. Chỉ sợ thằng này có phép luôn. Quá ghê. Cháy nhà rồi, ôi rồi ôi. Đẹp quá mà. Hãy luôn tươi cười. Wow. Giờ thì đi mau. Tạm biệt anh. Rất là hay luôn. Rồi ông bố. Trời ơi, đừng nói vẫn còn sống nha. Ấy, anh bạn chọc đầu. Giờ chỉ còn hai chúng ta, cả Snowball nữa. Vâng, cô nói phải.
Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì đây? Cháu không biết. Ta phải tìm một nơi để ở thôi. Nhưng cháu không thể sống một mình được. Maria, cô đi cùng cháu nhé. Đương nhiên rồi. Tiểu thư đã dạy tôi rất nhiều thứ, giờ sẽ là lúc tôi đền đáp. Phía trước có rất nhiều trong gai, nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh cô. Cảm ơn cô. Mình đi thôi. Tiểu thư chắc chứ cô không đứng quan sát tới cuối à? Vâng, không sao mà. Đi thôi. Vậy là cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mà thực ra không biết ông ấy bận đồ đen đó, ông bận đồ đen đó đi đâu rồi nhỉ? Mong là phấn đấu. Chắc chắn chú ấy sẽ ổn, vì kiểu gì chú ấy cũng là một người kỳ lạ. Đi nào Snowball. Alright, alright, được rồi. Cha mẹ à, con đi nha. Có cái gì đây này? Một cuốn sách. Cuốn sách gì đây nhỉ? Tiểu thư, có chuyện gì sao? Ừ, không, ta đi thôi. Ok, đó chỉ là thảm kịch của nhà tiểu thư Aza. Sau những chuyện này cô ấy vẫn không đổ một giọt nước mắt nào. Chỉ cần cô còn bên cạnh, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Vậy sao? Tôi lại thấy bất an thế nào, tiến sĩ? Wow, 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 wow. Vậy là cái linh hồn vẫn còn sống. Oh shit, quá hay. À, cuối cùng cũng đến nơi. Ồ, mình đây hả? Phải mình đây không nhỉ? Mình từng nghe về chỗ này. Bệnh xá Redfield. Bệnh xá không nhầm vào đâu được. Sao lại có ở một nơi thế này? Thậm chí không ai biết tới. Ồ, một nơi đẹp thế nhỉ? Ừ, xin chào. À, mình đây này, đây mới chính là mình này. À, là bệnh nhân sao? Mời vào. Cô ấy đẹp quá, là bác sĩ ở đây sao? Cô gặp vấn đề gì à? Ồ, vâng, lúc tôi sinh ra tôi đã khá yếu. Tôi đã thử khám với bác sĩ địa phương, nhưng mà phải nói sao nhỉ? Giờ thì tôi rất nghèo nên bác sĩ không khám cho tôi. Rồi sau đó tôi biết đến nơi này, vì nghe nói bác sĩ ở đây khám miễn phí. Vâng, chúng tôi không đòi hỏi tiền phí với bệnh nhân đâu, nên cô đừng lo. Thật sao tôi hoàn toàn không có tiền nên tôi sẽ được khám. Dĩ nhiên rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Tên cô là gì? Tôi là Jean, Jean Rodney. Jean, một cái tên thật là đẹp. Còn tôi là Aza Dreadfield. Hân hạnh được gặp cô. Vâng, rất là hân hạnh. À, khu khu. À, trông không được ổn cho lắm, ta nên vào khám ngay. Nhanh lên, mời vào. Trông không mạnh khỏe lắm cơ mà. Vẫn còn trụ được một chặng dài nhỉ. Có khó khăn không? Em có gặp một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy đã chờ. Mình nghe có tiếng ngựa. Mình có một chút nghi ngờ ở đây. Nhưng mà không, chắc là mọi chuyện sẽ ổn đấy. Tiểu thư rất là giống ngài. Cái kế nghiệp công việc gia đình. Bác sĩ. Ồ oh. Thế rồi anh em ơi. Mẹ đoạn cuối mình cứ tưởng là Aja sẽ trở thành một sát nhân nữa chứ. Được rồi, một chuyện đã rất là hay, đó chính là Good End. Một tựa game quá là hay luôn. Ok thì cuối cùng thì cũng kết thúc rồi anh em ơi. Hết rồi. Và đến đây thì mình cũng nói lời tạm biệt với các bạn luôn. Ra thì rất là cảm ơn anh em đã xem. Và hẹn gặp lại các bạn ở tựa game chính dị tiếp theo nha. Bây giờ thì xin
Xin chào và chúc một ngày tốt lành.